Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của H Channel và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Xuất hiện củ sạc 65W của Samsung. Hình ảnh củ sạc nhanh USB-C công suất 65W của Samsung có số hiệu model EBTA865 đã được cơ quan chứng nhận Hàn Quốc vừa mới xuất hiện, được cho là sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới cùng với Galaxy S21 series. Trong đó, Solum là nhà cung cấp bộ sạc nổi tiếng của Samsung và sẽ là nhà sản xuất chính của bộ sạc này. Năm ngoái, Samsung đã chọn trang bị cho Galaxy S20 Ultra công nghệ sạc nhanh 45W. Mong rằng trong đợt ra mắt sắp tới, Galaxy S21 Ultra lần này của Samsung sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh 65W trên một flagship đầu năm nay và dự kiến là cái dòng Note 21 Ultra sắp tới. Apple phát hành iOS 12.5.1 cho iPhone cũ. Cái này không đâu, Apple đã phát hành iOS 12.5 song song với iOS 14.3 với sứ mệnh mang Exposure Notification xuống các thiết bị cũ hơn và cái tính năng thông báo phơi nhiễm Covid-19. Và 12 tháng 1 vừa qua, Apple tiếp tục phát hành bản cập nhật iOS 12.5.1 nhằm giải quyết tình trạng hiển thị sai ngôn ngữ trong hồ sơ nhập ký tính năng Exposure Notification. Đi kèm với đó giúp cải thiện hiệu năng, bản vá bảo mật cũng như là khắc phục một vài lỗi nhỏ còn tồn động. Danh sách những thiết bị được cập nhật lên iOS 12.5.1 bao gồm như sau. Ốp lưng S21 Ultra tiết lộ vị trí đặt bút S Pen. Galaxy S21 Ultra là phiên bản được hỗ trợ bút S Pen duy nhất và người dùng vẫn chưa hình dung được chiếc bút này sẽ được đặt ở vị trí nào thì những hình ảnh sau đây bạn sẽ rõ. Theo đó, trang WinFuture đã đăng tải hình ảnh về mẫu ốp lưng dành cho Galaxy S21 Ultra. Đặc biệt, ốp lưng này có tích hợp nơi lưu trữ bút S Pen cho theo thiết bị. Hình ảnh cho thấy ốp lưng của Galaxy S21 Ultra có một khe nằm ở cạnh bên trái cất giữ bút S Pen. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng lấy bút và cất giữ dễ dàng hơn. Mặc dù vậy, giải pháp này cũng sẽ làm cho chiếc máy to hơn đáng kể và khá là vướng víu khi bỏ vào túi quần. Qualcomm ra mắt cảm biến vân tay dưới màn hình thế hệ mới nhanh hơn. Tiếp nối thành công từ thế hệ đầu tiên, Qualcomm ra mắt thế hệ cảm biến vân tay dưới màn hình thứ hai với tốc độ được cải thiện đáng kể ngay cả khi bề mặt chứa tạp chất. Cảm biến vân tay dưới màn hình mới được đặt tên đơn giản là Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, giúp mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn nhờ công nghệ nâng cao và sóng siêu âm. Đặc biệt, nó còn có khả năng quét dấu vân tay khi mà bề mặt như kính hay kim loại hay cả khi bị ướt hay là bề mặt chứa tạp chất. Bên cạnh nâng cấp công nghệ để 3D Sonic Sensor Gen 2 đạt tốc độ nhanh hơn đến 50% thế hệ trước, Qualcomm phải mở rộng kích thước vùng để người dùng đặt nóng tay lên 77%, qua đó cho phép thu nhập dữ liệu sinh trắc học nhiều hơn 1,7 lần. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.